Xin chào quý vị và các bạn. Sáng và trưa nay toàn miền Bắc vẫn phổ biến có mưa rào ngắt quãng. Dự báo từ đêm nay cho đến hết ngày 14 tháng 6, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, mưa dông sẽ có xu hướng tăng mạnh trên toàn Bắc Bộ, đặc biệt trong ngày 12 và ngày 13 tháng 6 sẽ có mưa to đến rất to, kèm theo đó là hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Lưu ý với người dân các tỉnh vùng núi như Cao Bằng, Lạng Sơn cần đề phòng với hiện tượng mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn có thể dẫn đến sạt lở đất tại khu vực ven sông suối. Do có mưa nên từ hôm nay nền nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá ngưỡng 33 độ. Cùng chung xu thế thời tiết khu vực nên sáng nay tại thủ đô Hà Nội mưa rào vẫn xảy ra bất chợt. Nhiệt độ trưa chiều nay là 30 độ. Từ chiều tối nay cho đến ngày 14 tháng 6 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, quý vị cần chú ý đề phòng. Đến với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, hôm nay thời tiết cũng không thuận lợi cho người dân và du khách khi trời nhiều mây, mưa rào xuất hiện rải rác. Do vậy, quý vị cần chú ý mang theo vật dụng che mưa cần thiết khi lưu thông ngoài trời. Nhiệt độ trưa chiều ở mức 33 độ, về tối và đêm trời mát mẻ với mức nhiệt giảm về ngưỡng 25 độ. Xu hướng tăng mưa thì cũng diễn ra ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ bởi đới gió Tây Nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Mưa thì không chỉ xuất hiện vào thời điểm cuối ngày mà sẽ xảy ra bất chợt trong ngày. Đặc biệt tại khu vực ven biển thì khả năng có mưa dông và gió giật mạnh. Bà con ngư dân cần chú ý gia cố lại đầm trại nuôi tôm cá và thủy hải sản. Hôm nay người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cần đề phòng những cơn mưa dông có khả năng xảy ra bất chợt trong ngày và càng về chiều tối thì mưa càng tăng hơn. Nhiệt độ trưa chiều ở mức 31 độ, tối và đêm nay mức nhiệt giảm về 25 độ. We'll be right back.